Lần đầu tiên mà em về thì em không có sợ, thấy mẹ rất là thân thiện. Nhưng mà ấn tượng mà khi mà gặp mẹ là wow, thấy mẹ mình đang mang thai, thấy mẹ mình đang mang thai. Trời đó. Dạ, nên là cái đó là cái ấn tượng mà em cảm thấy là em nhớ hoài. Mẹ chồng nàng dâu. Xin giới thiệu, tôi tên là Lê Thị Di Lan. 54 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên nhưng mà mới được nghỉ hưu. Dạ. Rồi, nàng dâu. Dạ, con là Tuyết Nhung, năm nay con 33 tuổi và đã là mẹ của hai bé. Một bé trai năm nay 6 tuổi và bé gái năm nay đã 11 tuổi rồi ạ. Mình làm dâu bao lâu rồi? Dạ, con làm dâu năm nay 14 năm rồi. Wow, một cái thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì sẽ có rất nhiều chuyện để chia sẻ ở đây. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này đó, thì mẹ chồng ấn tượng gì với cô gái này? Lần đầu tiên mà Nhung về là con trai á, đưa Nhung về thì thấy Nhung trẻ trung, hồn nhiên, vô tư, cười nói nhiều. Dễ thương. Dễ thương. Thì đứa con trai có giới thiệu, nói mẹ ơi con quen á bạn gái nè, giống mẹ lắm. Cái nói giống làm sao? Khuôn mặt giống mẹ mà mắt to tròn giống mẹ luôn. Cái này là đưa về xong rồi chơi đòn tâm lý liền luôn á chú, mẹ giống mẹ là thích mẹ, liền. Đúng rồi chứ mẹ nói giống mẹ mà mẹ chê nó kỳ đúng không? Rồi nàng dâu sao không biết là lần đầu tiên mà mình về mình gặp mẹ chồng thì cảm giác của mình như thế nào, có bị sợ không? Lần đầu tiên mà em về thì em không có sợ, thấy mẹ rất là thân thiện. Nhưng mà ấn tượng mà khi mà gặp mẹ là wow, thấy mẹ mình đang mang thai, thấy mẹ mình đang mang thai. Trời đó. Dạ, nên là cái đó là cái ấn tượng mà em cảm thấy là em nhớ hoài đến bây giờ luôn. Vậy đúng lúc mẹ chồng mang thai hả? Dạ. Vậy là năm bốn mấy đúng không? 40. Ấn tượng lúc đó là mẹ mà bụng bầu ra. Dạ, đó mà gần xanh luôn. Dạ. Nhưng thấy mẹ khó chịu hay là dễ chịu? Dạ không, mẹ dễ chịu lắm, mẹ vui lắm, lúc nào mẹ cũng cười hết á. Cái ngày đầu gặp gỡ đó bao lâu thì mình mới tiến đến đám cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi là con với ông xã lấy nhau. Lúc đó là em bé con của mẹ mới có 8 tháng thôi. Nhìn lúc mà đám cưới thì nhìn giống như là con của hai người đó. Dạ. Dễ thương á. Coi như bên nhà chồng lên phát biểu ý kiến ha. Dạ. Xong thấy mẹ ẩm con 8 tháng lên đó. Đúng rồi. Là cháu nội. Đúng rồi, công tượng cháu nội. Dạ. Để cháu nội luôn. Vậy cái khoảng thời gian mà mẹ sanh em bé thì em có phụ chăm sóc mẹ không? Dạ có, ngày nào em cũng xuống để em làm bếp phụ mẹ nè, ủi đồ. Tại lúc đó không có người làm ở nhà đó, cho nên là suốt cái quá trình mà quen á là em xuống em lo cho mẹ cho đến ngày mà mẹ đi sanh luôn. Đến 5 ngày hình như mẹ sanh mổ, cho nên 5 ngày mẹ trong bệnh viện là hình như em túc trực hết ở trong đó luôn. Mới quen có mấy tháng thôi mà giống như là một gia đình vậy á. Dạ. Cái này nó ngược lại nha. Người ta về chưa làm dâu là làm dâu xong rồi đầu mẹ chồng lo cho con dâu sanh đẻ, còn này đàn dâu là chưa cưới về cho tới cái này lạ nè, là lạ nè. Dạ. Là con dâu lại chăm sóc mẹ sanh đẻ trong bệnh viện cho tới nhà luôn. Vậy mà mẹ chồng sao không thương được, trời ơi. Thương chứ sống thương. Rồi khi mà về làm dâu đó, con thấy con hợp điều gì với mẹ chồng con? Dạ, về cái mảng mà làm đẹp với lại shopping. Cái vấn đề mà Nhung mới nói xong á là ở cái vấn đề sau này hợp sau này, còn lúc mà mới cưới xong á thì nó có cái chưa hợp. Nhung mới là con một, thành ra ba mẹ của Nhung á, ba mẹ ruột á chiều chuộng mà thương yêu lắm, thương lắm. Còn bên Di Lan nè thì Di Lan lại ảnh hưởng cái gia đình mà đông con hồi xưa á, thành ra đứa con phải sao đó, mình ảnh hưởng cái quan niệm đó. Thành ra khi đến khi mình có ba đứa con, mình cũng theo cái quan niệm đó để mà mình những đứa áp dụng con mình cho con dâu cũng vậy. Từ cái đó là tốt đối với mình, đó là cái quan niệm đúng. Dạ. Quan niệm tốt thì con dâu này lại được cưng chiều mà có một đứa thôi, thành ra là về choảng liền. Ở nhà mình được coi như công chúa, xong rồi cái mình qua bên đây cái là mẹ mình bắt mình vào những cái gọi là những cái cũng hơi khuôn khổ một tí xíu cho nó hợp với gia đình của bên mẹ chồng, thì không biết là em cảm thấy như thế nào, lúc đó mình có bị bỡ ngỡ không? Thật sự em cũng hơi bỡ ngỡ. Vì lúc mà mới gặp mẹ mà chưa có cưới á, thì lúc đó mẹ hiền lắm, mẹ rất là thân thiện, dạ dễ lắm. Không nghĩ là khi mà vào làm dâu rồi, trời ơi sao mà khuôn khổ quá luôn. Lúc mà em sống một mình á thì em ngủ thường tới 9 giờ đến 10 giờ em mới dậy. Còn khi mà lập gia đình rồi á thì mẹ muốn là phải dậy sớm. Nhưng mà ví dụ như mới cưới thì mấy ngày đầu thì cũng bỏ qua đi. Không bỏ qua đâu, phải dậy đúng 7 giờ, 6 giờ. Không được là mẹ buồn, mẹ giận. Cho nên là cái thời gian đó là em với mẹ có những cái không có hợp nhau. Nhưng ngay lúc đó thì lúc mà mẹ kêu bắt
7 giờ phải dậy đúng giờ vậy, bực mình không? Dạ bực lắm. Dạ bực lắm. Đang cái giấc ngủ ngon. Dạ đúng rồi. Rồi có kêu hoài vậy, có khi nào rồi bực quá rồi gọi là cãi nhau liền luôn? Dạ không có cãi, nhưng mà mặt hầm hầm không nói chuyện nhau. Nhưng mà có nghĩa là 7 giờ thì vẫn dậy. Dạ. Nhưng mà hầm lắm. Dạ đúng rồi. Vậy làm gì lúc 7 giờ? À, con dậy sớm là tập thể dục nè, rồi lúc còn nhỏ thì học bài, ôn bài để được đi học. Còn ấy giờ cầm cái chổi quét nhà này kia gì đó, coi tóc nhà cửa gì đó cũng phải làm này kia. Còn mới đủ thời gian để mình còn làm này kia, chứ giờ ngủ dậy thì sao làm đó. Xong rồi nó không dậy, mặt nó hầm hầm rồi mày chồng ngủ dậy mình hơi cẩn thận, lúc đó hơi bị thận, nhưng mà sau đó cũng vớt giác để giải thích á. Nhưng mà nếu mà nó dậy thì mặt mình không vui, mà không vui thì mặt chỉ nhìn như hình sự vậy đó. Coi như hai cái mặt là tùm quậm luôn đó. À, không phải lạy quá, nhưng mà giống như nó có cái sự lạnh chua, cái mặt cứ lạnh quá kìa. Đúng là như vậy là tôi bực mình lắm chú á. Nó không dậy mà nó mầm hầm hầm rồi mặt chú làm quá thôi á. Rồi có bao giờ tranh luận với nhau về những cái chuyện khó của mẹ không? Dạ con thấy là lúc đó thời điểm đó là không nói được với nhau những cái gì hết. Không nói luôn á hả? Đúng rồi, không hợp nhau 3 năm, không hợp nhau 3 năm. Ba năm là khó chịu lắm á, người ta con chú mà bực mình cãi nhau một buổi thôi đã bực mình rồi. Hai vợ chồng mà giận nhau 2-3 ngày một tuần người ta khó chịu này. Dạ. Tới 3 năm trời không hợp nhau. Lúc đó là buồn, trong lòng buồn. Cảm thấy nó chết rồi. Mình có con dâu vậy rồi, chết rồi. Chết trắng luôn á. Chết rồi, chết rồi. Không thể cứu bạn hả con hả? Tại sao phải vậy ta? Nó nói chung đã không hợp nhau, cái mặt lạnh nó khó. Con thì nếu mà mẹ đang ở bếp thì con lên lầu. Còn mẹ ở trên lầu thì con đi xuống. Ủa rồi ăn cơm gia đình sao? Dạ, hình như là ít có buổi ăn cơm chung lắm. Tại vì lúc đó công việc á, con cũng đi buôn bán quần áo rồi cứ chạy tới chạy lui nè. Còn mẹ thì lúc đó đi dạy nữa, cho nên là cái khoảng thời gian mà gặp nhau cũng ít lắm. Nhưng mà gặp nhau thì như vậy đó, là nói chung là cứ lãng lãng. Dạ, lãng lãng nhau. Trong cái không khí đó phải nói là nó ngột ngạt lắm ha. Dạ. Rồi chồng con có nói gì trong cái chuyện này không? Dạ, ông xã con buồn. Tại vì không biết làm sao hết. Tại vì một bên là mẹ, một bên là vợ. Mình không biết mình đứng ở giữa, mình bên vực bên nào đây. Cho nên là cứ khuyên con là em hiểu tính mẹ vậy, tính mẹ vậy thôi. Nhưng mà mẹ không có vấn đề gì hết á, mẹ hiền lắm. Con trai thì nói chung á, lúc sau này mình nói chuyện với cháu khó quá. Cái phải nói chuyện với con trai. Cái nói chuyện với con trai thì thấy im lặng, khổ. Thấy con trai nó khổ. Cũng không muốn con mình ở giữa khó xử đúng không đó, con? Đúng rồi. Dạ. Mình thấy được cái hiện trạng đó, nó thấy đứa con nó khổ quá. Cái sau đó cái mình thấy thôi không nói nữa. À, mẹ con nhớ đến có giai đoạn á là không nói chuyện được, mẹ viết thư gửi cho con, mà không phải đưa con mà đưa ông xã con, xong ông xã con đem xuống cho con. À, ghi những cái gì mà mẹ khó chịu rồi này kia ra. Viết thư sao mà viết thư cũng không được luôn. Ủa viết thư rồi con đọc thư rồi con thấy sao? Dạ con tức giận lắm. Tức giận hả? Dạ con thấy những cái đó nó kỳ quá. Tại vì lúc mà tuổi mà con lập gia đình á, con còn quá trẻ, cho nên là cái tôi của con nó rất là lớn. Nên là khi mà đọc vô cái thấy bực lắm, không muốn đọc luôn. Coi tới vậy không là không muốn đọc luôn. Không đọc luôn. Đâu bây giờ cái bức thư đó nói sao mà em bực dữ vậy, em còn nhớ nội dung không? Ý là mẹ muốn con thức dậy sớm, thì ít nhất con ở trong cái gia đình này con cũng phải biết là sáng con phải dậy con này kia. Ví dụ như quần áo đồ đạc đến mỗi tuần là con phải thay, đừng có để nó quá ra rồi mọi thứ thì một tuần là thay một lần, nhiều khi mình lố một ngày hai ngày đó, cái là mẹ khó chịu. Cho nên là mẹ những cái bực đó mẹ bắt đầu mẹ ghi vào tờ giấy khi mà mình đọc. Dạ ghi hết luôn, ghi rồi 2 trang, con nhớ lúc đó 2 trang giấy luôn á. Được có cái cảm thấy vui cái, tại mẹ con ghi chữ đẹp lắm cho nên con đọc dễ. Chứ mà mẹ con mà ghi chữ xấu thôi chắc con không biết làm sao. Còn chữ đẹp nha. Dạ. Con đọc con không muốn đọc con cất qua bên luôn. Dạ cất bên, con đọc được mấy dòng con nãy con kể đó. Giận luôn ông xã luôn hả? Dạ lúc đó là không muốn nói chuyện với ai hết, mình chỉ muốn ở trong phòng một mình thôi. Sao con viết thư ngược lại cho mẹ con? Dạ con thấy con mệt quá nên ý là không có muốn nói nữa và nghĩ là ông xã bên mẹ luôn, như là không muốn chia sẻ với ông xã luôn. Thành ra sau đó cái Lan thấy thôi Lan không nói nữa, miễn sao con mình vợ chồng nó hạnh phúc là được rồi. Dạ. mình đâu phải là lấy về để mà ở mình 100 năm hạnh phúc đâu, mà là con mình 100 năm. Dạ. Hạnh phúc là hai vợ chồng nó. Còn mình nếu mà được mà mẹ chồng nàng dâu á mà nó tốt thì mừng. Dạ. Còn nếu không thì thôi cũng không. Dạ. Sao cũng không sao, nhưng mà những cái gì muốn nói là mẹ cũng đã nói, chứ không phải là mẹ để trong bụng thì sau đó thì thôi không nói nữa. Số kỳ lạ ta. Vậy cái người thứ ba cũng không nói được luôn.
có nói, mà nói đâu cãi tới đó là còn cãi dữ lắm. Cãi nói một cái là không phải đâu, không sao đâu, không phải đâu, mà cứ như vậy hoài. Nói với một người mà cứ không phải đâu, không sao đâu cãi, thì cuối cùng là sao? Thôi mình nên thôi đừng nói hay nhất. Thì bây giờ con đang thắc mắc là lý do tại sao sau 3 năm đó mình đã trải qua những cái gì mà mình có thể mình mở lòng ra với nhau hơn. Dạ em nhớ là cái thời gian đó em sanh bé đầu á, là bé bị bệnh. Lúc đó là bắt đầu mẹ mới vào chăm sóc này kia, thì cái lúc mà thấy mẹ lo lắng cho bé rồi mọi thứ á, thì giống như là em cảm giác giống như mẹ thương mình thì mẹ thương con mình luôn, có nghĩa là cháu mà. Đó, cho nên là lúc đó em cảm thấy là giống như em thấy được gần sự gần gũi ở mẹ với mình hơn, chứ còn cái lúc trước thì không có cái sự gần gũi như vậy. Và sau đó thêm một khoảng thời gian là bé bị bệnh á, thì khi mà 8 tháng bé xuất viện về nhà đó, thì em không còn ở chung với gia đình mẹ nữa, mà em đi qua một cái chỗ khác em ở, là bên dì của, có nghĩa là chị ruột của mẹ, là dì của ông xã đó, là xa nhau khoảng 3 năm. Thì lúc đó đó là mỗi lần có chuyện gì buồn á là em đều gọi về cho mẹ. Lúc đó giống như cảm giác như là mình xa nhau, cái mình tự nhiên mình nhớ hết tất cả những cái quá trình mà mình sống cùng nhau. Sau đó thì cứ mỗi ngày có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn là đều gọi điện cho mẹ để tâm sự. Đó, từ đó mà cái sự gắn kết giữa hai mẹ con có lại với nhau. Dạ. Có nghĩa là có những cái thứ mà bình thường nó gần gũi, thân thuộc với mình, nó rất là trân quý, nhưng mà tại vì mình thấy cứ ở bên cạnh, kế bên, khi nào mình cần cũng có, thì cho nên mình không có. Thấy nó bình thường. Dạ, thấy nó bình thường, nhưng mà khi mà mình đã mất đi rồi thì mới cảm thấy là nó rất là quý đối với mình. Phải chi giá như mà ngày xưa hai mẹ con tâm sự với nhau nhiều hơn á, thì đâu có chuyện gọi là 3 năm dài đằng đẵng. Thật ra mà nói 3 năm đúng là một cái người bi kịch đó, dài lắm. Một ngày, 2-3 ngày cãi nhau mà ở chung nhà mà 3 năm không muốn nhìn mặt nhau, không thèm nghe nhau nói chuyện, thậm chí gửi thư mà không thèm đọc nữa, thì nó kinh khủng lắm á. Mình nói bây giờ thì thấy nó nhẹ nhàng. Dạ. Nhưng mà trong giai đoạn đó Linh biết chắc rằng chị rất buồn. Rất là buồn. Buồn lắm. Có bao giờ lúc đó chị buồn mà chị nghĩ rằng lúc nào đó mình bực quá mình sẽ bung ra hết hay là như thế nào không? Không anh Linh ơi. Để vậy à. Tại vì mình càng làm con khổ. Mình càng bung cho đúng cái nư của người mẹ đó. Cái quyền là mẹ mình sử dụng cái quyền của người mẹ đó. Thì đứa con trai mình chết. Dạ đó. Thành ra thôi không nói nữa. Không, chính là chị Lan cũng hiền đó. Chứ gặp người khác người ta cá tính đó, người ta sẽ nói sao vậy? Vợ một là vợ mày, hai là tao. Dạ. Đúng không? Đúng. Còn không là xin lỗi, mời tiễn luôn, tiễn khỏi tiễn luôn cũng được á, tiễn khách luôn á. Còn không á là nói thẳng với con dâu luôn. Bây giờ mày có nghe là tao không? Mày... Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chính xác là như vậy luôn. Lúc mình cảm giác mình, lúc con cảm giác mình đúng là cứng đầu không? Dạ đúng. Người ta gọi đúng cái từ là cứng đầu á. Cứng đầu. Tại lúc mới lớn mà ai cũng có cái tôi lớn quá, không biết nghe ai hết, chỉ biết tự bản thân mình nghe mình thôi. Người chồng con có nghe không? À, dạ đó. Không, cũng cãi luôn, không nghe luôn. Nói chung là nói cũng không nghe luôn. Nhưng cũng may là có một cái giai đoạn đó, một cái biến cố nhỏ trong gia đình đó. Mà chúng ta cảm giác là nếu thiếu nhau thì thiếu gì đó. Nếu mà không có người đó bên cạnh thì chắc là buồn lắm, hoặc là thiếu những cái kinh nghiệm này, chăm sóc trẻ gì đó, hay là thiếu cái người để mình tâm sự này kia ha. Nhưng mà con nghĩ là bây giờ thiếu nhau một chút xíu thì sẽ dễ tâm sự đúng hơn rồi. Cho nên là hai chị em mình qua bên kia ngồi nói chuyện đi. Thiếu nhau chút xíu. Dạ, đó. Thiếu nhau chút xíu. Để lát khi mà mình nhập lại thì mình sẽ cảm thấy trân trọng nhau hơn. Có nói tới cái chuyện mà con em bị bệnh á, thì thường thường là chị thấy là con nít khi mà nó ở những cái khoảng thời gian đầu đời á, 1-3 tuổi á, thì nó cũng hay có những cái bệnh vặt, thì không biết là con em là bệnh như thế nào? Khi mà mang bầu bé là em sốt, nhưng mà lúc mà sốt xong á thì bác sĩ nói có thể là con bị rubella. Nếu mà rubella thì con phải bỏ con. Nhưng mà lúc đó là mình mấy tháng rồi? Dạ lúc đó 6 tháng rồi chị. Em lớn 6 rồi. Tháng lớn rồi. Tại vì nếu mà mình giữ nó rất là nguy hiểm cho bé, cho nên là lúc đó là em lo lắng tột độ. Nói chung là mất hết tinh thần. Mất tinh thần. Dạ. Rồi đợi đến một tuần sau thì có kết quả. Kết quả thì may quá là bé không có bị rubella. Nhưng mà đến ngày mà đi sanh á thì bi kịch lại đến, là bé sanh ra là bị rubella luôn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Ai cũng lo hết, nhưng mà chỉ biết là chấp nhận hoàn cảnh, mà buồn dữ lắm. Nhưng mà em lúc đó em khóc dữ lắm.
chăm sóc cho bé khoảng thời gian cũng nhiều đúng không? Thì lúc mà ở trong bệnh viện em... nhiều hơn là ở nhà, chị sanh ra là vô bệnh viện luôn, cứ ra vô bệnh viện cho đến 8 tháng mới được về nhà. Cái khoảng thời gian mà em vào bệnh viện chăm bé vậy thì mẹ có vào đó phụ em không? Dạ có, lúc nào mẹ cũng kế cận hết á, bởi vậy lúc đó em mới cảm nhận được cái tình thương mẹ dành cho em. Tại vì chị thấy là mẹ với em không có nói chuyện được với nhau, thì trong cái khoảng thời gian đó hai người tiếp xúc gần gũi với nhau, và không phải là mẹ không muốn nói em đâu, nhưng mà mẹ muốn là theo thời gian em sẽ tự ngộ ra được những cái lời mẹ nói là muốn tốt cho em, muốn tốt cho gia đình, chứ không phải là mẹ nói bởi vì là mẹ ghét em. Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mình lại suy nghĩ là mình là dâu á, cho nên là không phải là con ruột, cho nên là cái cách của mẹ đối xử với mình như vậy là bình thường. Nhưng mà sau đó thì mình thương mẹ hơn, thì không biết là lúc đó em có thể hiện tình cảm với mẹ, em có nói với mẹ không, hay là em giữ trong lòng? Dạ em giữ trong lòng, em không nói. Nhưng mà cái cách thể hiện của em là mẹ hiểu được là hai mẹ con đã có sự gắn kết với nhau rồi. Chính xác là chị có nhớ á, là đến giai đoạn nào hoặc là cái câu nói gì hay cái hình ảnh gì mà chị cảm giác chị bỏ qua tất cả mọi câu chuyện 3 năm trước? Khi mà con nó có những cái hành động, lời nói, cử chỉ gần gũi á, qua bên nhà bên bển 3 năm á, khi Nhung có những chuyện buồn, những chuyện buồn này kia vậy đó, vợ chồng mà có những chuyện buồn này kia là tâm sự cho mẹ, là nói mẹ. Mà lúc đó đó là nói chung là nó đỡ căng thẳng, nhưng mà nó vẫn còn chưa có phải gần gũi như bây giờ. Thì chỉ có mẹ thôi, là Nhung điện cho mẹ nói hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, Lan giống như là người lắng nghe hết. Mà cái chuyện mà mâu thuẫn lúc trước là không phải vì đó mà nó có thể mà chi phối vấn đề mà con nó đến với mình. Con đến mình đón nhận liền, tâm sự gì là nghe liền, lắng nghe liền. Rồi nếu mà có hỏi, nếu có hỏi ý của mẹ, thì mẹ thấy như vậy, theo mẹ thấy sự việc nó dày. Nhưng mà còn lại là con quyết định. Từ từ cái như không mẹ con gần lúc nào không hay. Lúc nào cũng nhớ nhau, không có gọi điện thoại là nhớ. Đúng rồi, lúc mà qua bển thì cũng phải thứ bảy chủ nhật này kia qua thăm cháu. Rồi cháu bị bệnh á, dạy cháu, chăm cháu, rồi lo cho cháu á, nó có hợp ý của mình không? Dạ cũng, Nhung cũng biết lo cho con dữ lắm, nó cũng lo đầy đủ cho con lắm. Chăm sóc cháu á? Dạ đúng rồi. Có hợp với mình không? Dạ hợp. Thấy khổ quá trời, hai vợ chồng son mà nhỏ xíu mà ôm đứa con bệnh thấy khổ quá chừng khổ luôn. Dạ. Rồi cái nước mắt mà nó chảy bên trong, ở ngoài giống như là mình rất là mạnh mẽ, nhưng mà bên trong là nước mắt chảy thôi. Với lại cầu nguyện trời Phật. Nhung sanh ra đứa con bệnh, mình có đứa cháu bệnh, hai người cùng chung đứa cháu đó cùng lo. Gần nhau rồi Nhung từ từ hiểu mẹ, thấy mẹ không phải là thuộc dạng đáng sợ. Nhưng mà nếu mà con mà nó giống như lâu lâu mà nó trợn lại vấn đề cũ hoặc là gì thì Lan bắt đầu khép mình trở lại. Thế vẫn còn những cái điều đó. Bây giờ thì nó đỡ nhiều, bây giờ thì nhiều lúc là nói thẳng ra hết à. Tôi nghĩ rằng ở đây người mẹ chồng là người nhường đường con đi đó, coi như chấp nhận. Chị nói câu nãy tức là nếu mà không được tôi thu mình lại, tôi thu trước. Sự nhường nhịn của người mẹ chồng đối với đúng rồi, người nhường nhịn đúng nhường đúng rồi. Nhưng mà sau này nói chung Nhung nó cũng lớn rồi, nó thêm tuổi mỗi năm đó thì tính tình cũng điềm đạm rồi, cái sự hiểu nó cũng nhiều, sự hiểu của cuộc sống này kia đó thì Nhung biết suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng có bao giờ Nhung nói với mẹ chồng là mẹ ơi phải chi hồi xưa con không vậy? Nhung không bao giờ nói. Nhưng mà qua cái chương trình này nè, qua cái chương trình mà mẹ chồng nàng dâu đó, cái nhìn không cái hai mẹ con ngồi bắt đầu mới ôm lại chuyện cũ. Cái Nhung bắt đầu mới nói mẹ mới biết. Nhung mới nói từ hồi con hồi trước á, con lúc nào cũng nghĩ là mẹ không thương con, giống như con dâu vậy đó, không thương, chỉ thương con ruột thôi này kia. Mình mới nghe mình mới biết được cái tâm lý là bây giờ mới biết. Hồi trước á, con vậy đó, con tự vì con còn con cảm thấy con là đúng nhất á, cái tôi lớn đúng, với lại con nghĩ là mẹ không thương con, mẹ mới bắt con tùm lum. Đó là lần đầu tiên tâm sự những điều đó. Bắt đầu mới nói ra. Thấy chưa? Thấy mẹ chồng nàng dâu là một cái tấm gương để cho soi mình lại lúc trước ta có cái gì và được cái gì và chưa được cái gì luôn. Hay quá. Vậy thì bây giờ mời Nhung qua đây nào. Thôi bây giờ để biết được là bây giờ mẹ đã thương con hay chưa thì mình phải chạy qua mình nhìn mặt mẹ mình hỏi nè. Hỏi trực tiếp mẹ nè, bây giờ mẹ thương chưa? Giờ là thương lắm, thương con dâu mày lắm. Ê, chính nhờ mẹ chồng nàng dâu mà hai mẹ con có dịp ngồi lại soi lại ngày xưa là cái gì cái gì. Chứ đó gì đâu có nói chuyện còn đó mấy đúng không? Qua, cho qua luôn. Rồi. Cho qua luôn. Thật ra những cái câu chuyện đó nếu như mình không hiểu, mình không nhận ra, mình không soi lại đó. Dạ. Đó là một cái chuyện, những cái ký ức buồn đó chứ.
những cái ký ức buồn, nó sẽ là những ký ức làm tổn thương hai bên luôn. Bây giờ nhiều khi mẹ ruột của con á, mà con còn không được, không có tâm sự mà phải tâm sự với mẹ mẹ chồng, là bây giờ là tâm sự với mẹ chồng nhiều hơn. Dạ, với mẹ rồi. Ruột luôn. Dạ, ra, xem như là mẹ ruột vậy. Chú thấy này, đúng ra con phải cảm ơn mẹ. Dạ. Bởi mẹ là người nhường con đi qua đó. Dạ. Chứ nếu một người mẹ chồng nào mà chỉ cần cái cá tính họ, cái tôi của họ lớn hơn cái tôi của con dâu đó, thì chưa chắc mẹ chồng con nhường con đâu. Thì cái chuyện nó còn vỡ lở, nó còn căng thẳng hơn nữa. Thì ngày lúc nay không có, hai mẹ con không ngồi đây đâu. Chứ đúng là không, chương trình không mời tới được luôn á. Hồi xưa giờ đó, có bao giờ con nói tiếng gì xin lỗi mẹ con, hay là con cảm giác là con có lỗi với mẹ con điều gì không? À, dạ có những lúc con xin lỗi mẹ. Nhưng mà hôm nay lên chương trình con cũng thay lời muốn nói với mẹ thêm một lần nữa. Là con xin lỗi mẹ, thời gian qua con đã làm cho mẹ buồn. Dù là bây giờ con với mẹ vui vẻ với nhau rồi, nhưng mà con cũng muốn nói một lời xin lỗi đối với mẹ. Con nói vậy thì mẹ vui. Nhưng mà mẹ cũng hiểu con, là con là con gái một, thành ra thực chất cái tâm lý đó nó có. Dạ. Cái tâm lý của đứa con gái một là vậy. Thì hiểu, nó hiểu được thì nó mới thương mình được. Bao nhiêu những cái công sức, bao nhiêu những cái sự nhường nhịn của cô bây giờ đã có một cái kết quả như ý hả cô ha? Đúng rồi. Bởi vậy con mới nói là mẹ con nhìn ở bên ngoài như vậy thôi, nhưng mà trong lòng rất là mềm. Dạ. Hay đó. Con chỉ mong muốn là lúc nào con và mẹ cũng được như thế này hết. Vui vẻ, lúc nào cũng bên cạnh nhau và chia sẻ với nhau những cái điều mà có thể là mình không chia sẻ ai khác được ngoài mẹ mình. Còn mẹ thì không biết là mẹ có muốn con dâu thay đổi thêm cái gì nữa không? Mẹ chỉ mong muốn con á là con mãi vui vẻ và con hạnh phúc, là mẹ vui, là ba mẹ vui. Cái vui của con là vui của ba mẹ. Thấy thương quá. Thương quá. Bây giờ chúng ta sẽ có một món quà bất ngờ dành cho gia đình. Mình có nhận ra ai không ạ? Thật ra cũng chưa biết là ai cả. Em trai. Dạ ông xã con. À ông xã. À, ông xã. Con không biết điều này đúng không? Dạ con không biết. Rồi em trai, em có muốn nói điều gì với mẹ mình với vợ mình ngày hôm nay không? Dạ con mong là mẹ với lại vợ lúc nào cũng vui vẻ và xem nhau giống như là hai người bạn tri kỷ nhau vậy. Hai bạn tri kỷ luôn. Hai người bạn luôn đó. Ngày xưa nó nhiều khi có nhiều cái sự không hiểu nhau, thành ra mình nói nó kỳ. Hồi xưa nói nó kỳ hả? Đúng ra hồi xưa là con phải nói câu này nè. Nói trong giai đoạn luôn và tìm cách nói hoài luôn á, để cho hai người trở thành những người bạn với nhau. Thì đấy, quan trọng là người đàn ông cũng là một trong những nhân vật rất là quan trọng giữa mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Yeah. Hai người đàn ông luôn. Phong lúc đó nói nhiều. Nói yeah. nhiều lắm mà không được. Càng nói là cũng càng ý bể là ra. Phong có nói nhưng mà Nhung không nghe. Không được, nghe luôn. Dạ, chứ Phong muốn cho mẹ với lại vợ mình là gắn kết. Dạ. Là không được. Lúc đó con cũng bó tay luôn hả Phong? Dạ, nhiều lúc cũng phải bó tay quá chứ. Tội nghiệp không? Nhưng mà bây giờ thấy là mẹ chồng với nàng dâu là gọi là đã rất là yêu thương nhau, hòa thuận chia sẻ với nhau vậy thì anh cảm thấy như thế nào? Mừng lắm, chỉ có biết mừng thôi. Cái đó là cái ước muốn hồi lâu lắm rồi. Phong nghĩ là do là mẹ với Nhung ai cũng có cái tâm muốn sống chung với nhau, từ đó mới nhìn ra những cái mà để mà có thể sống chung được, hòa hợp được. Còn nếu như mà cái tâm mà muốn rời ra thì chắc cũng không đứng như thế này. Rồi, tuyệt vời. Hôm nay thì chúc mừng Phong nha. Rồi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn con đã xuất hiện chỉ một chút thôi mà nó thêm ý nghĩa trong chương trình ha. Rồi. Hẹn gặp lại chút xíu nữa về nhà vợ, về nhà nữa nha. Chắc gặp lại là ôm mỗi người một cái đó chứ hả? Cảm ơn chị với lại cháu đã có một cuộc chia sẻ rất là thú vị. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Hôm nay lại một lần nữa chúng ta soi lại cái tấm gương đó, soi lại chính mình. Và chúng ta thấy rõ ràng là mình phải cần có một cái lời xin lỗi chân thành nào đó của nhau, và đã nói với nhau tất cả điều đó rồi. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Chúc gia đình chúng ta sẽ có những cái nụ cười tươi như thế và đông đầy những cái hạnh phúc giữa mẹ chồng nàng dâu. Dạ, con cảm ơn chú.